đỉnh nhất, đỉnh luôn rồi. Ngay đây nè, đang ngay đây nè. Rồi em xin chào tất cả mọi người quay lại với kênh khám phá và săn bắt của em. Thì ngày hôm nay em đi câu vít. Thì sau bao ngày gió bão thì ở Côn Đảo em thì cũng đã về đến mùa gió êm rồi nè mọi người. Thì nghe anh thông báo thôi được mấy ngày đó, thì hôm nay em tranh thủ đi sáng sớm nè để em đi vít những cái điểm cũ á. Những cái điểm này thì ngày xưa dính được nhiều cá lắm rồi. Thì mong cho may mắn thì hôm nay dính được nhiều cá cho mọi người cùng xem nha. Thì ngày hôm nay em sẽ đi vít cái con mồi 30 gram nha. Nước sâu nước cạn giảm con 30 gram nha, để test những con mồi nhỏ. Những cái điểm có gạn á, test con mồi nhỏ xem nó có nhảy hơn không nha mọi người, xem có điều bất ngờ không nha. Thì con này đợt em có mua rồi. Đó, nhưng mà giá cả nó không hợp lý á, do một bên bán mắc, một bên bán rẻ. Thì em đã mua được một bên giá hợp lý hơn rồi, thì em đã chuyển qua mua bên đây thì mới có mồi này, chứ hồi đợt là không có mồi nha mọi người. Con này em chỉ mua đúng được một lần thôi, câu một lần là hết rồi. Đó, thì ngày hôm nay tiếp tục câu cái con này xem hiệu quả không nha. Hôm nay là biển im láng không mọi người, biển im mà không có sóng luôn, với lại quan trọng nhất là không có gió mọi người. Đi câu này thì em quan trọng nhất là không có gió thôi. Thì nó báo ngày hôm nay là không có miếng gió nào luôn, thì trừ khi nó chuyển mưa thôi. Chuyển mưa thì nó lên dông thì em sẽ chèo vô đây vẫn kịp, dư thời gian mọi người. Chắc hình như nó đổi gió rồi đó, em thấy có những cái ghe về đây rồi nè, hình như là nó đang về gió bắc rồi đó mọi người. Này đến cái điểm đầu tiên rồi đó, đây là cái vít đầu tiên nha. Nước hôm nay nó còn hơi có bọt mọi người, nó chưa có trong hẳn nha. Trôi qua điểm nữa rồi. Rồi sảy mọi người ơi, sốc lên quá sảy luôn rồi. Con cá gì ăn em sốc lên quá sảy luôn rồi ơi, sốc quá sảy luôn. Ôi được con cá ăn. Đó. Chụp hụt nó rồi. Đó. Gì ta? Rồi sảy nữa rồi. Trời ơi gì kỳ vậy? Sảy nữa. Sảy nữa. Còn táp vô con mồi một cái cực cái luôn. Dính mọi người. Cá gì đây? Mới tắt hụt em. Con này giống nhiều bịch lắm nha. Hình mới tắt hụt em bấm quay là dính luôn. Mèo bịch thấy không? Biết ngay mèo bịch mà. Mèo bự nha. Ô, mèo bịch. Wow. Có cá rồi. Lử rồi. À,
quỵt đầu tiên nha mọi người. Không biết có bậy không nha, để em thấy còn tiếp tục câu. Đây nè, con này quỵt đầu tiên, con này cũng vừa đúng rồi, cũng bự lắm nha. Một con đầu tiên nha. Trôi ngang cái chỗ này á. Ngay đây nè, nè ngay đây nè, nó nữa đó, cái bậy nó ngay đây nè mọi người. Một nữa nha, bậy nó ngay đây nè, ngay giữa đây là nó ăn luôn. Nhìn nhớ điểm. Mày quịch là cái chắc mọi người hả? Đó, mày quịch thấy không? Cá bầy, cá bầy, cá bầy. Này bự hơn con đầu xíu rồi. Đây. Mình gỡ đi, gỡ đi, tiếp tục chiến đấu mọi người. Tranh thủ, tranh thủ. Tranh thủ ngay 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 cái điểm đó rồi. Điểm nó lại lụm liền rồi, hai con nha. Bòi bay rồi, bay rồi, gì được, cá bay rồi. Rồi em nằm gấp cái đẩy cái khoang luôn mọi người. Trời ơi. Rồi tranh thủ à, câu hết cái đường này cái rồi em mới. Cá gì mà nó nữa đó, khơi mọi người, khơi 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 khơi, chị giữ thì cứ, cái khơi cũng gì vừa mọi người, nói khơi nha. Lên này cho em mới vô tiếp tục chiến luôn nè, em có tưởng đâu cá mày quịch nữa rồi. Ba con ơi, cố gắng cho ngày hôm nay làm mà đậu đậu luôn. Cố gắng quay hết nó. Mới nói à, quan trọng nhất là cố gắng quay hết những lúc cá nó ăn rồi. Sợ cái hạt mưa nó nhiễu chúng cái máy quay nó mờ. Thank you.
cá mè quịch nó vô đồng nó ăn nữa. Dính ngang người nó sao, cá khế mà dính vô người nó mắc quá. Cá khế nha, cái gì nữa. Nãy giờ chỗ này nó chụp phục mấy lần rồi, giờ mới dính. Em nãy giờ đây nó chụp hụt nhiều lắm đúng không? Giờ chạy gì chứ cũng nặng mà nó không chạy gì chứ, chắc con cá nãy nữa quá, do là bây giờ nó còn mười mấy phần trăm mọi người, cố gắng đợi tới lúc dính cá mới bấm quay á, không khi nào chỗ nào nó ăn nhiều cố gắng bấm chứ giờ bấm là không đủ pin mọi người.
Rồi con giống nãy nữa dính vô bụng nó hàng chi kéo không chết luôn. Cái gì mọi người, con này chắc nhỏ mà đầy ghê quá. Ui có bố ở cá đỏ mép. Em bỏ nó vô túi luôn, con này giờ lọc cái túi hết luôn. Thì cái ngày đi câu của em hôm nay cũng kết thúc nè mọi người. Hôm nay đi câu á, cá ăn cũng rất là nhiều nha, nhưng mà do là cái lưỡi nhỏ mọi người, sảy cá rất là nhiều luôn, em sảy cực kỳ nhiều luôn. Và những lúc em không bấm nó sảy nhiều lắm, những cái con cá to ăn vô ha, nó chạy máy dữ lắm mọi người, nhưng mà sảy nha. Nhưng mà những cái con ngoài sâu là sảy hết á, thì những cái con mà dính trong gạn là may mắn dính rồi đó chứ mọi người, chứ nó ăn cũng sảy nhiều lắm. Do là cái lưỡi nhỏ nè, lưỡi này hơi nhỏ nha, chắc về tí em sửa lại cho cái lưỡi nó bành bành lại xíu xem có hiệu quả hơn không nha mọi người. Thì để em lên tổng kết cho mọi người cùng xem nha. Rồi, hôm nay được nhiều cây cá không nè, cũng ok nha, nhưng mà sảy cá rất là nhiều nha, sảy nhiều rồi hư máy tùm lum hết. Thì từ lúc dính con cá mè chan này xong là tầm tay tới luôn. Đây, được hai con mè quịch nó gặp bầy cũng nhiều mọi người. Thì buổi đi câu của em hôm nay kết thúc ở đây nha mọi người. Thì xin chào mọi người và hẹn mọi người video sau.